Cha mất con kế vị, anh mất em lên thai. Đó là chế độ thừa kế thời cổ đại. Nói cho dễ hiểu là cha truyền ngôi cho con, hoặc là anh trai truyền ngôi cho em mình. Vào thời Xuân Thu loạn lạc, nơi thì cha truyền con nối, nơi thì anh giao lại ngai vàng cho em trai mình. Nhưng nhân vật chính mà mình đang kể đến là một vị con trưởng số nhỏ, đó chính là Ngô Dương Hạp Lư. Hay da, chuyện lại phải kể từ đầu lại như sau. Hạp Lư từ nhỏ đã nuôi chí lớn, mong làm nên đại sự. Một là muốn làm vua, hai là muốn làm bá chủ. Nhưng tiếc là mãi chả làm được cái nào. Nguyên nhân là bởi cả nhà định truyền ngôi theo phong cách cha mất con kế vị, anh mất em lên thai. Ông nội truyền ngôi lại cho ba ảnh, ba ảnh thì truyền ngôi lại cho chú hai truyền ngôi cho chú ba. Đến lúc sắp sửa truyền ngôi cho chú tư, Ngô Quý Trác, thì chú tư lại quyết không nhận và chạy mất dép. Thực ra chú tư đã có ước mơ riêng của chú tư, chẳng thèm kế thừa một đế chế bạc tỷ. Vì không còn cách nào khác nên chú ba đành truyền ngôi lại cho con mình, Ngô Liêu. Kiểu đấy thì đằng nào cũng chả tới lượt Hạp Lư. Song Hạp Lư vẫn chưa hề nản lòng, nó âm thầm chiêu mộ nhân tài, chuẩn bị cho sau này tìm thời cơ lội ngược dòng. Vào thời đó, hàng xóm là nước Sở xưng bá đã lâu, nên với tư cách là một đối thủ, nước Ngô hở một tí là bắt Hạp Lư xách đích đi đánh Sở. Dân chúng ở biên giới xảy ra cãi vã với nhau, thì đánh Sở thôi. Năm 526 trước công nguyên, Hạp Lư nhận lệnh mang quân đánh nước Sở. Ông bại trận và bị quân Sở chiếm mất đất Dương Thuyên. Sợ tội, ông bí mật đánh úp quân Sở, giành lại đất cũ. Năm 519 trước công nguyên, Ngô Liêu lại sai Hạp Lư mang quân đánh nước Sở, chiếm đất Cư Sào và đất Trung Ly. Nói tóm lại, hằng ngày nước Ngô chỉ biết có ăn ngủ và đánh nước Sở mà thôi. Vì thế, Hạp Lư cũng cảm thấy bức bối hết chịu nổi. Tại sao phận làm trai 12 bến nước như thế này, một mình đi đánh Sở hết ngày này qua tháng nọ? Sao bản thân ảnh không phải là đại vương? Có lẽ chính ông trời cũng thấy tình tiết kiểu này chán ngắt, không viết tiếp được nữa, nên cho ông thay đổi lại kịch bản. Thế là bỗng một ngày, vua Sở, Sở Bình Dương qua đời, Sở Chiêu Dương lên thay. Đây đúng là một cơ hội cực kỳ tốt cho nước Ngô. Ngô Dương dần lúc Sở có tang, bèn sai hai con là Yểm Dư và Chúc Dung mang quân đánh Sở, bao vây đất Lục Cao. Sở Chiêu Dương điều quân chặn đứt đường về của Yểm Dư và Chúc Dung. Vâng, bạn không có nhầm đâu. Quân Ngô chủ động đánh nước Sở, nhưng cuối cùng lại bị dìm hàng. Cơ mà đây cũng là cơ hội cho Hạp Lư. Ảnh nuôi ý định đoạt ngôi vua từ nhiều năm, do đó đã ngầm nuôi những người tâm phúc như Ngũ Tử Tư, Chuyên Chư. Hạp Lư nhân lúc các cánh quân chủ lực của Ngô Dương Liêu bị mắc kẹt ở nước Sở, ảnh tung một cú sút cực gắt để hạ bệ vua Ngô đương nhiệm, rồi sau đó tự đăng cơ. Sau khi lên ngôi, Hạp Lư hết lòng vì sự nghiệp chính trị, đồng cam cộng khổ với dân chúng trên mọi mặt trận. Ăn uống thì tằn tiện, sống cũng sơ sài, khi có dịch bệnh còn đích thân đi thị sát tình hình. Dân gia, dân chúng trên dưới một lòng, quốc lực không ngừng mạnh lên, tất cả cũng chỉ vì mục tiêu là đánh nước Sở. Quả nhiên trong 10 năm kể từ khi Hạp Lư lên ngôi, nhờ sự giúp sức của Ngũ Diên, Tôn Vũ và Bá Hy, phần lớn nước Sở đã bị quật cho thừa sống thiếu chết. Thậm chí, suýt nữa thì quốc gia bị diệt vong. Do nội bộ trong nước lục đục nên buộc Hạp Lư phải quay về giải quyết. Năm 504 trước công nguyên, Hạp Lư sai Thái tử Phù Sai đánh nước Sở, chiếm đất Phiên. Sở Chiêu Dương bị nước Ngô liên tục uy hiếp, sợ hãi phải dời bỏ Xính Đô, đi đóng đô ở đất Nhược. Chiến tranh Ngô và Sở thời Ngô Hạp Lư tạm thời chấm dứt. Nước Ngô tuy không chiếm được nước Sở nhưng đã trở nên lớn mạnh. Cũng từ đây, Hạp Lư nổi danh khắp chốn, uy chấn vùng Đông Nam. Ảnh thay thế nước Sở, trở thành bá chủ thế hệ mới, hừng hực khí thế, cho đến khi ngón chân của ảnh ăn phải một mũi tên, rồi nhanh chóng lên Tây Thiên. Con đường lên ngôi của Hạp Lư rất chi là trắc trở. Nhờ những nỗ lực của ảnh, nước Ngô mới đánh bại được nước Sở. Đáng tiếc, cái ghế bá chủ này tồn tại không được lâu. Thật ra thì cũng hơn 10 năm. Vậy mũi tên đó do ai bắn? Vâng, đó chính là Diệt Dương Câu Tiễn nhà hàng xóm.
Kể về ân oán tình thù giữa Ngô và Diệt thì phải nói là siêu dai và siêu dài. Đầu tiên, nước Ngô vào thời Hạp Lư làm vua đã thường xuyên đánh chọi với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cạnh tranh đánh bắt thủy hải sản giữa các ngư dân của hai nước. Ngoài ra, còn có lý do khác là giành quyền kiểm soát bờ biển làm nghề phơi muối. Cứ dăm bữa nửa tháng là quân dân hai nước lại có va chạm. Sau đó thì sao? Diệt Dương thì chầu ông Địa, thế là Hạp Lư thừa cơ tấn công nước Diệt. Lúc này, Diệt Dương mới lên khai chính là Diệt Dương Cầu Tiễn. Bối cảnh đại khái của giai đoạn này là vậy. Cha thì vừa mất, kẻ thù thì nhanh chóng đến kiếm chuyện. Dĩ nhiên là không thể ngồi yên chịu đòn rồi. Lúc nguy cấp, Cầu Tiễn chỉ còn nước nhận lấy sứ mệnh, đánh giáp mặt với Hạp Lư. Sau đó, Cầu Tiễn nghe theo lời kể của Chư Kế Dình. Ông sai những kẻ sĩ quyết liều chết ra khiêu chiến. Họ dàn thành ba hàng, tiến đến trận tuyến quân Ngô, hét lên rồi tự đâm vào cổ. Quân Ngô đang mãi nhìn thì Cầu Tiễn thúc quân Diệt thừa cơ đánh úp, ra lệnh bắn tên. Thế là mũi tên xuyên chết Hạp Lư cũng từ đây mà ra. Thế là quân Diệt đại thắng quân Ngô ở Tuy Lý. Lần này thì hay rồi, cả hai phe đều không còn vua. Mâu thuẫn của hai nước trở nên gai gắt như lửa với nước. Thù nhà giờ biến thành hận nước. Phía nước Diệt với hạt giống tiềm năng mới nhú là Diệt Dương Câu Tiễn. Ngộ đã máu thì đừng hỏi cháu là ai. Còn bên nước Ngô, lãnh tụ mới lên chức Ngô Dương Phù Sai, được vua cha trước khi Lâm Chung dặn dò nhất định phải đánh nước Diệt để báo thù. Nhớ báo thù cho cha nha con. Kể về cuộc đời Phù Sai, trời sinh đã vô cùng quy dũng. Vì mục tiêu báo thù cho cha mình, ảnh đã khổ luyện ngày đêm. Bắt một tên tùy tùng, chỉ Diệt đứng trong sân để mỗi lần thấy ảnh đi ngang sẽ hô to: Phù Sai, ngài đã quên chuyện Diệp Dương giết cha mình rồi sao? Mục đích là nhắc nhở bản thân ghi nhớ chuyện báo thù. Ông phong đại phu Bá Hy làm thái tỷ, phụ trách việc tập dượt quân lính. Nhờ những nỗ lực của Phù Sai, nước Ngô dần dần thoát khỏi bóng đen bại trận, chuẩn bị phục thù. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, sau khi đã đánh bại nước Ngô, Diệt Dương Câu Tiễn có vẻ khinh địch. Biết được nước Ngô đang dần dần hồi lại máu, ảnh bèn chơi dại kéo nguyên tiên đi đánh. Kết quả anh bị Phù Sai kìm chặt ở núi Cối Khê. Câu Tiễn quả là một người trải đời, chết đến nơi rồi mà còn chả biết sợ là gì. Nhưng sau đó thì ông sai Văn Chủng mang của báo đi đúc lót cho thái tỷ Bá Hy, còn ảnh thì quỳ xuống xin Phù Sai tha thứ. Câu Tiễn chẳng những ngỏ ý mình có thể làm lính cho Phù Sai mà còn bằng lòng hiến tặng cả người thân. Nói chung là muốn tỏ ra yếu đuối để đánh đòn tâm lý đau thương, mong được sự thương hại. Quả nhiên, sau một hồi xuống nước hạ tông, Phù Sai cũng bỏ qua thù hận và chọn cách tha thứ. Theo sử ký của Tư Mã Thiên thì không có bất cứ ghi chép nào về việc Câu Tiễn sang nước Ngô làm con tin và phải nếm phân của Phù Sai. Thay vào đó, sử liệu này ghi chép về việc Phạm Lãi làm con tin ở nước Ngô được 2 năm thì được Phù Sai thả về. Ấy vậy đấy thôi. Lúc này trong nội tâm của Câu Tiễn lại bừng cháy ngọn lửa phục thù. Ảnh ra sức ém nghề, không phô trương để tránh tai mắt. Hàng năm dẫn tiếng cống đều đặn. Lúc rảnh rỗi còn đi liếm túi mật treo lủng lẳng trong phòng mình. Đắng lòng. Mục đích nhằm để nhắc nhở bản thân: mày đã quên nỗi nhục ở núi Cối Khê rồi ư? Điển cố nằm gai nếm mật, ngọa tân thường đảm cũng từ đây mà có. Và rồi Diệt Dương Câu Tiễn cùng với bách tánh đồng cam cộng khổ, và nhờ trọng dụng Văn Chủng và Phạm Lãi là những nhà quân sư chính trị, quân sự tài ba, nước Diệt dần dần mạnh hơn trước. Cùng lúc, Phạm Lãi dùng mỹ nhân kế đem Tây Thi, một trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, và Trịnh Đáng dâng cho Ngô Dương Phù Sai, làm cho Phù Sai hoang dâm, xa xỉ, bỏ bê chính sự, giết hại trung thần Ngũ Tử Tư, một trong những trụ cột chính của đất nước. Các quan chức của Diệt Dương cũng phá hoại nội bộ của Ngô Quốc bằng các thủ đoạn hối lộ và tung tin thị phi. Sau 10 năm phục hưng kinh tế, quân sự và cải cách chính trị, Diệt Quốc đã trở nên hùng mạnh.
Câu tiễn được sự tin tưởng của Phù Sai, không chú ý tới sự phục hồi của nước Việt mà mang quân lên Trung Nguyên giao tranh với nước Tề, nước Tấn. Ngạn ngữ "quân tử 10 năm báo thù chưa muộn" cũng từ đây ra đời. Về phần Phù Sai, từ khi đánh bại nước Việt thì không ngừng bắt tiến, đánh Tề, Lỗ, Tấn. Mục tiêu là làm bá chủ thiên hạ. Mặc dù quy danh lẫy lừng, nhưng chiến tranh liên miên khiến cho đất nước ngày càng cạn kiệt. Bên thì nghỉ mát dồn sức, bên lại hăng hái đánh lộn tới mức chả còn cái mồng tơi nào để rớt. Thế là khi Câu Tiễn khởi binh trở lại, năm 478 trước Công Nguyên, Câu Tiễn lại mang quân đánh Ngô, hai bên giáp trận ở Lập Trạch. Những người mạnh khỏe, hăng hái đều chết ở nước Tề, nước Tấn. Vì vậy, quân Ngô đại bại. Cũng cùng thời gian này, lợi dụng nước Ngô đã vô cùng suy yếu, nước Sở đem quân qua xâm chiếm và đoạt nhiều thành trì cùng đất đai của nước Ngô. Ngô Phù Sai sau nhiều lần bại trận không còn khả năng kháng cự, bị quân Việt dây hãm trên núi Cô Tô. Ông Sai Công Tôn Hùng sang xin Câu Tiễn giảng quà như ông đã tha Câu Tiễn trước đây. Câu Tiễn định nghe theo, nhưng Phạm Lãi phản đối, nhắc lại chuyện bại trận ở Cối Kê của nước Việt. Vì vậy, Câu Tiễn không cho Ngô giảng quà, định chiếm hết nước Ngô và đầy ông ra đất Dũng Đông. Phù Sai thấy nhục nhã không thể chấp nhận. Ông hối hận không nghe lời Ngũ Viên và Công Tôn Thánh trước đây, dùng dao cắt cổ mà chết. Phù Sai ở ngôi tất cả 23 năm, hưởng dương 49 tuổi. Và từ đây, Câu Tiễn rửa sạch nỗi ô nhục bài trận ngày xưa, tự tay hấp cản nước Ngô, thay thế Phù Sai, trở thành bá chủ cuối cùng thời Xuân Thu. Tuy Câu Tiễn là người nhẫn nhục giỏi và có tài cai trị quốc gia, nhưng vì quá đa nghi nên đã làm hại đến nước Việt sau này.